Chấn thương cơ khép là chấn thương ở phần ống cơ khép. Ống cơ khép nằm ở phần dưới mặt trước trong đùi, đoạn dưới động mạch đùi. Các thành phần của ống cơ khép gồm động mạch đùi, tĩnh mạch đùi, thần kinh hiển, thần kinh cơ rộng trong. Đây là chấn thương thường gặp ở các cầu thủ bóng đá, vận động viên điền kình. Nguyên nhân chủ yếu là do tập luyện quá tải khiến ống cơ khép bị tổn thương. Những trường hợp điển hình gần đây có thể kể đến trường hợp của Benzema, Di Maria của Real Madrid, Calespion của Barca. Calespion bị chấn thương cơ khép trong trận Barca gặp Benfica ở Champions League từ tháng 3 và đến nay anh mới tập nhẹ trở lại. Benzema cũng bị chấn thương kiểu này. Mặc dù tiền đạo người Pháp đã bình phục nhưng anh vẫn chưa thể lấy lại 100% phong độ vốn có. Mới nhất là trường hợp của Di Maria khi tuyển thủ Argentina bị chấn thương cơ khép trong trận đấu Real Madrid hòa Valladolid 1-1 hôm 8 tháng 5 vừa qua. Với chấn thương này, cơ hội ra sân trong trận chung kết Champions League của Di Maria vào ngày 24 tháng 5 tới là rất thấp. Cầu thủ đồng hương với Di Maria là tiền đạo Gonzalo của câu lạc bộ Hà Nội TNT cũng bị chấn thương cơ khép. Tôi bị chấn thương cơ khép cách đây khoảng 20 ngày. Chấn thương khiến tôi bị đau khi di chuyển, đặc biệt là những tình huống dứt điểm. Thực tế, chấn thương của tiền đạo Gonzalo của câu lạc bộ Hà Nội TNT không phải là quá nặng. Tuy nhiên, nhân việc V-League 2014 đang tạm nghỉ, chân sút người Argentina đã quyết định đến khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Thể thao Việt Nam để chữa trị dứt điểm chấn thương cơ khép của mình. Siêu âm bằng cái từ trường, bởi vì vùng này là vùng gần cái bùng sinh dục, nó rất nhạy cảm. Giả sử cái sóng ngắn điều trị ở đây rất tốt, nhưng nó ảnh hưởng đến vùng sinh dục. Sau này nó còn xây dựng gia đình, còn phát triển con cái, chuyện đoạn kia, nên người ta chống chỉ định. Cái thứ hai, khi điều trị nó bớt đau rồi thì nó có một cái bài tập, mà bài tập khớp háng rất đơn giản. Nhưng mà hầu hết tất cả các vận động viên đều không biết cách tập. Đấy. Ở đây mình dùng thông thường nhất là dùng ép bóng. Còn nếu không, ở trên tầng bọn mình có một cái máy chuyên để tập khớp háng. Cái này rất đơn giản, bệnh nhân là chống hai chân lên, đặt bóng vào giữa và cho bệnh nhân ép 6 giây, nghỉ 6 giây, bắt đầu. Stop. Ok. Ok. 20 lần. Ok. Nghỉ 3 phút. 3 time. 20. Ok. 10 lần. Nghỉ 3 phút, làm 3 tổ như vậy. Đấy. Giai đoạn đầu tiên là như vậy. Còn giai đoạn sau là tiến triển tốt hơn thì nó sẽ có một cái bài tập khớp háng ở trên máy. Đây là một cái bài tập khi dành cho những cái khớp háng này nó ổn định. Thì rất đơn giản. Nó có hai cái. Một là khép. Cái này thì tùy thuộc vào mức độ cái cơ của mình khỏe hay yếu mà mình điều chỉnh được cái lượng cân ở đây. Đấy. Cái thứ hai là nó có một cái nữa là một cái đây là tập cái cơ dạng. Đây là mình tập cơ khép và đây là cơ dạng. Ok. Ok. Trong thời gian chữa trị, cầu thủ Gonzalo đã được các bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Thể thao Việt Nam chăm sóc rất kỹ lưỡng. Điều đó đã giúp chấn thương của Gonzalo đang phục hồi rất nhanh. Các bác sĩ của Bệnh viện Thể thao Việt Nam đã chăm sóc tôi rất kỹ lưỡng. Tôi rất hạnh phúc vì điều này và chấn thương của tôi đã phục hồi rất nhanh. Gonzalo đã chữa trị thành công chấn thương cơ khép tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam. Xin chúc cho chân sút người Argentina tiếp tục thi đấu hiệu quả tại V-League 2014 để giúp cho câu lạc bộ Hà Nội TNT bảo vệ thành công vương miện của mình.